tất cả chúng ta cũng đều mang một tâm niệm, đó là rất thương mến nhạc sĩ Lam Phương và chúng ta đều có mặt ở nơi đây. Ngày hôm nay, Giao Huy rất là cảm động vì thấy rất là mọi người đã đến đây để cùng đưa tiễn nhạc sĩ Lam Phương. Trung tâm Thúy Nga, trung tâm Lai, chị Thủy, anh Quỳnh Thi và đại biểu Face đã đứng ra lo từ đầu đến cuối mới có được những ngày hôm nay. Nếu không có trung tâm Thúy Nga, không có việc Face thì sẽ không bao giờ tụi con có được cái buổi ngày hôm nay đứng đây để đứng cảm ơn tất cả mọi người. Thế là kể từ đây, nhạc sĩ Lam Phương yêu quý của chúng ta không còn nữa, không còn hiện hữu trên cuộc đời. Nhưng những gì ông để lại cho chúng ta thật vô cùng vô biên. Chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh thiệp dị để chuẩn bị lễ di quan. Này hỡi chân linh Lâm Đình Phùng, cha mẹ đặt tên cho anh là Lâm Đình Phùng. Đường đời công danh sự nghiệp có tên là Lam Phương. Nay cuối đời nương theo Phật thấy rõ đường đi, quay hướng trở lại tâm thức mà thọ giới quy pháp danh là Ngộ Trí Nhân. Kính thưa quý vị, hiện giờ Tiến Dũng đang tới nhà hoàng nơi mà một chút xíu nữa đây vào lúc 1:35 thì sẽ tổ chức cái lễ hỏa táng cho nhạc sĩ Lam Phương. Tiến Dũng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng Giêng và hiện tại bây giờ là đã 1 giờ rồi. Và Tiến Dũng đang có mặt tại Nghĩa Trang, nơi mà một chút xíu nữa đây sẽ tổ chức lễ hỏa táng cho nhạc sĩ Lam Phương. Theo lịch thì ngày hôm nay từ 1 giờ sẽ là lễ di quan từ chùa Huệ Quang đi xuống nơi này. Nhưng mà thay vì đi từ chùa Huệ Quang thì Tiến Dũng chạy thẳng đến Nghĩa Trang này để phản ánh những không khí xung quanh đây. Và như quý vị nhìn thấy, tuy là chưa tới giờ nhưng mà đã có khá đông bạn hữu, người hâm mộ, họ đã đến đây sẵn rồi. Và những tràng hoa bên kia cũng đã được chuẩn bị sẵn. Và bây giờ Tiến Dũng sẽ tìm cơ hội để phỏng vấn những người mà từng cộng tác với nhạc sĩ Lam Phương nếu có thể. Và chắc chắn rằng Tiến Dũng sẽ đưa đến quý vị những hình ảnh mà một chút xíu nữa đây, nghi thức lễ hỏa táng cho nhạc sĩ Lam Phương ngày hôm nay. Và bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi. Thế là chúng ta đã mất đi một người nhạc sĩ tài hoa, đã cống hiến biết bao nhiêu tâm huyết cuộc đời của ông trong nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. Và chỉ còn trong những giây phút ngắn ngủi của ông trên cuộc đời này nữa. Vì vậy, tất cả chúng ta, quý vị cùng và chúng tôi, dù chúng ta cùng một tôn giáo hay không cùng một tôn giáo, nhưng tất cả chúng ta cũng đều mang một tâm niệm, đó là rất thương mến nhạc sĩ Lam Phương và chúng ta đều có mặt ở nơi đây và cầu nguyện cho ông về thế giới an lành. Ngày hôm nay, Giao Huy rất là cảm động vì thấy rất là mọi người đã đến đây để cùng đưa tiễn nhạc sĩ Lam Phương. Và hy vọng rằng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương mãi mãi được ở trong lòng của tất cả chúng ta. Và ngày hôm nay, Giao Huy đến đây để tạm biệt nhạc sĩ Lam Phương lần cuối. Giao Huy cũng may mắn lắm là nhờ một chị fan ái mộ của nhạc sĩ Lam Phương, đó là chị Bích Duyên tại Washington DC, cũng đã cùng hợp tác với Giao Huy để làm được hai cuốn CD của nhạc sĩ Lam Phương. Đó là Lam Phương 1, đó là CD Bé Yêu, và Lam Phương 2, CD có tựa đề là Duyên Kiếp. Đây là hai cái CD mà Giao Huy rất là yêu thích, với những nhạc phẩm của nhạc sĩ
Lam Phương rất là gần gũi và thân quen với tất cả chúng ta. Những bài hát rất là đại chúng, đi vào lòng người. Đây cũng là một sự mất mát lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta. Châu Huy đến đây ngày hôm nay chuẩn bị tiễn đưa người nhạc sĩ tài hoa lần cuối, đó là chú Lam Phương, và chúc chú yên nghỉ nơi đất Phật. Tôn kính bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni, hôm nay cho phép con đại diện cho gia đình nhạc sĩ Lam Phương có duyên sự xin đế đầu đặt lễ tác bạch. Ngưỡng bạch quý ngài, chúng con kính nghe, dầu thế sự có thăng trầm dấu bề, suối đầu nguồn giọt nước vẫn tinh nguyên, tình tiên phù vẫn là tình yêu bất diệt, mãi trong xanh thơm ngát một niềm tin, ngàn xưa và ngàn sau trăng vẫn sáng, lẽ đâu trăng lặng về nón không trở lại. Đường về cội nguồn bao giờ cũng tỏa ngát hương thơm, xuất phát từ tinh thần hiểu nghĩa và cao cả ấy. Hôm nay là ngày mồng 4 tháng 1, 2021, là ngày tang môn hiệu quyển cũng như trung tâm thủy Nga của chúng con tổ chức tang lễ của nhạc sĩ Lam Phương. Chỉ còn ít phút nữa thôi, quý ngài sẽ thực hành nghi lễ tiễn đưa kim quan của nhạc sĩ đến nơi hỏa táng. Trong giờ phục trang nghiêm, chúng con thành tâm đế đầu đảnh lễ kiền thỉnh quý ngài từ bi hoan hỷ quan lâm Phật tiền để tả Phật hoàng kinh, sau đó cũng bữa cơm sau cùng trước lễ di quan. Ngược nguyện quý ngài vì tấm lòng hiếu thảo của chúng con thành tâm cầu thỉnh mà từ bi hoan hỷ. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đài chứng minh. Con thế chư tôn đức tăng ni quang lâm Phật tiền. Chúng con xin được thành kính để đầu đảnh lễ kiền thỉnh quý ngài quang lâm Phật tiền để tác pháp cho lễ cầu siêu. Tất cả chúng ta đều hướng về cố nhạc sĩ Lam Phương với tâm thành thiệt tha, tưởng nhớ đến một người nhạc sĩ tài ba đã cống hiến cuộc đời mình cho nền âm nhạc Việt Nam. Sự ra đi của ông đúng là một sự mất mát to lớn cho toàn thể âm nhạc nghệ thuật Việt Nam. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho ông ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng. Xin được thành kính đế đầu đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng bắt đầu niêm hương bạch Phật. Hương thọ 83 tuổi trời lại đạo Phật tiền, thân pháp văn kinh tập xà mấy đầu sanh an tình. Nam mô Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thủy Từ Chứng Giám. Mười phương cõi Phật thanh tịnh sáng ngời như trăng tỏ, Phật tại thế gian thường cứu khổ. Tâm Phật không đau không từ bi, nhưng tâm đành dừng tâm đảnh lễ
đã đứng ra lo từ đầu đến cuối mới có được những ngày hôm nay. Nếu không có trung tâm Thái Nga, không có việc Face, thì sẽ không bao giờ tụi con có được cái buổi ngày hôm nay đứng đây để đứng cảm ơn tất cả mọi người. Con vô vàn cảm ơn, biết ơn. Dạ, sẽ như con gửi trái tim của con đến. Con xin cảm ơn nhà hoàng. Melrose Abbey Memorial Park đã lo cho cái đám tang ngày hôm nay để ba con có được. Và cuối cùng, con xin trong vài phút nữa, con xin được đưa tiễn ba của con. Về cõi Phật, cõi thánh thiện, ba con sẽ được thanh thản, ba con sẽ về cõi Phật gặp ông bà nội con. Chờ con xin hết. Vừa rồi là lời cảm ơn của gia đình gửi đến chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý vị. Chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ tiễn đưa nhạc sĩ Lam Phương đến nơi hỏa táng. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, phục chia tay nào rồi chúng ta cũng có lúc gặp lại, nhưng phục chia tay hôm nay vĩnh viễn chúng ta không bao giờ gặp lại nhạc sĩ Lam Phương nữa. Tất cả mọi người ai cũng thương mến anh, để chúng ta cầu nguyện chan ra đi được nhẹ nhàng thanh thản. Tất cả chúng ta không đứng lại quá lâu, mọi người chúng ta chỉ tặng cho hương linh một cành hoa sau cùng, sau đó chúng ta tiến ra bên ngoài cho thời gian ban tổ chức của chúng tôi. Thế là kể từ đây, nhạc sĩ Lam Phương yêu quý của chúng ta không còn nữa, không còn hiện hữu trên cuộc đời. Nhưng những gì ông để lại cho chúng ta thật vô cùng vô biên. Chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh thiệt gì để chuẩn bị lễ di quan. Này hỡi chân linh lâm đình phùng, cha mẹ đặt tên cho anh là Lâm Đình Phùng. Đường đời công danh sự nghiệp có tên là Lam Phương. Nay cuối đời nương theo Phật thấy rõ đường đi, quay hướng trở lại tâm thức mà thọ giới quy y pháp danh là Ngộ Trí Nhân, là vượt thoát sanh qua ba cõi. Đời người chết là thể phách, còn là tinh anh. Nay cõi Phật mười phương rạng rỡ, trên cõi trời đang rải bông trỗi nhạc rước anh. Ta bà thị hiện rong trôi một đời, nay nguyện cầu cho anh trên đường về nước Phật trăm hoa đua nở,
hãy mau tỉnh thức vượt qua đến bờ giác gạn. Giờ lành đã đến, tiễn chúc anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sanh ký tử quy, sanh quê miền đồng bằng Nam Bộ, chết nơi đất khách quê người, nhưng phủ đầy tất cả tình thương khắp mọi nơi. Chúc anh thượng lộ bình an theo chân của Đức Phật. Hưởng lâu đại chúng đông thanh niệm Phật, tiếp dân hương lên tang lễ của nhạc sĩ Lâm Hương thì cũng không phải là đơn giản. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua, và tiến dụng đến đây chỉ mang tấm lòng thành đến xin gửi ông lời tri ân. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm, mà không những như tiến dụng mà đến rất nhiều khán giả khắp nơi trên thế giới. Những bài đó nó gắn liền với tuổi thơ của mình, gắn liền với những ký ức của mình, và chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện hương linh ông sớm tiêu dương miền cực lạc. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và Tiến Dũng xin chào.